cậu đã chất trong một vụ tai nạn xe. Cũng vì thế mà chân cậu mới bị tàn tật. Thế là Vision cho cậu thời gian một tuần để suy nghĩ. Sau khi Sohun vừa rời khỏi quán mì thì nhận được cuộc gọi của bản thân. Thì ra đã đầu gấu không vui nên bắt bạn cậu ra đánh cho xả giận. Bảo Sohun đưa theo Hana đến sân vận động, nhưng cậu không muốn liên lụy tới Hana. Thế là một mình chạy đến chỗ hẹn, nhưng không biết rằng cuộc gọi đó đã bị Hana nghe thấy. Đợi khi Sohun đến thì cậu bạn đã bị đánh cho sắc mặt. Cậu chủ động xin lỗi nhận sai, nhưng gã lại thưởng cho cậu một cú đấm. Còn tưởng Sohun sẽ chống trả lại, nhưng không ngờ lại bị đám đầu gấu này đấm đá một trận như tử. Cho đến khi Sohun ngất xỉu thì chúng mới dừng tay. Lúc này nhóm săn quỷ cũng đã đến. Hana gọi Sohun ngất xỉu đi, không ngờ gã đầu gấu còn ném gậy chống đi, còn bắt chiếc Sohun đi cả nhát trêu ghẹo. Mô Tắc không nhịn nổi nữa, liền lao lên cho mỗi đứa một đấm. Ông chúng chỉ gõ nhẹ một cái đã khiến chúng gãy xương hết. Di Chu không muốn xé lớn chuyện nên xóa ký ức của chúng đi, còn tiện tay chữa lành xương gãy lại. Khi Sohun tỉnh lại, cậu bỗng dưng phát hiện chân mình bỗng nhiên có cảm giác. Thì ra Di Chu đã chữa lành cho chân cậu. Cậu không dám tin mà đi vài bước, sau đó xông khỏi tiệm mì chạy như bay trên đường. Cậu đã 7 năm chưa từng thử qua cảm giác được chạy rồi. Đợi khi Sohun quay về tiệm mì thì vô cùng cảm kích mọi người. Lời còn chưa nói dứt, Hana đã cảm nhận được ác quỷ xuất hiện. Sohun tò mò cũng chạy theo xem thử. Dùng được tốc độ gấp 3 người thường khiến cậu phấn khích vô cùng. Đến cả lúc bẻ cua cũng không cần phải giảm tốc, đặt thẳng lên đường chạy qua là được. Rất nhanh bốn người đã đến khu vực nghi ngờ và chia nhau hành động. Hana nói vật chủ của ác quỷ là một người đàn ông có vết bớt. Lúc này Sohun nhìn qua cửa sổ dưới tầng hầm, phát hiện một cậu bé bị ngất xỉu. Người đàn ông ở trong đang dùng gối đè vợ mình. Sohun dùng hết sức đè cong cửa sắt. Mô Tắc chạy đến kéo cô gái ra, sau đó thừa nhiên làm cô ngất đi. Rồi anh bắt đầu đọc ký ức của tên đàn ông. Thì ra hắn là đồng nghiện rượu uống say rồi sẽ đánh vợ. Đến cả con mình cũng không bỏ qua. Lúc này Sohun phát hiện cậu bé không có thương hỏi. Cũng may khi chúng đến kịp chữa trị cho thằng bé. Anh lại hỏi xem đi kéo thằng bé từ mình hôn qua tí. Hana phát hiện trên cổ hắn có một nốt ruồi.